cho con biết con, xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, xin cho con quên đi chính bản thân mình. Để yêu mến Chúa, làm mọi sự vì Chúa, để biết tán dương và chỉ nghĩ đến Ngài, để biết tự hạ, biết hạ mình và phụng sự Chúa, biết nhận từ nơi Chúa tất cả những gì dành cho con. Xin đừng để điều gì quyến rũ con ngoài Chúa. Lạy Chúa, xin hãy giữ gìn con để yêu mến Chúa. Xin hãy gọi con để được thấy Ngài, để con chiêm ngưỡng Chúa. Ôi, con yêu Ngài quá muộn màng, con yêu Ngài quá muộn màng, vẻ đẹp của Ngài đã quyến rũ con. Con yêu Ngài quá muộn màng, vẻ đẹp của Ngài đã quyến rũ con. Vẻ đẹp của Ngài đã quyến rũ con. Đây mẹ Lô Đức,
hiện ra giữa hang đá nhỏ và một dòng nước chảy tuôn biết bao ơn lành. Bao người kêu khấn Mẹ Maria nhân lành, được ơn chữa lành tâm hồn thể xác an vui. Lạy Mẹ Lourdes đứng, chúng con không ngại mưa nắng, đứng dưới chân Mẹ học theo gương Mẹ phó dâng. Bệnh tật nghèo khó lắng lo hiểm nguy gian khó, có Mẹ kề bên thân xác tâm hồn bình yên. Lạy Mẹ Lourdes đức, khi xưa Mẹ đã hiện ra tại hang đá nhỏ và Mẹ đã tuôn đổ dòng nước trong mát ngọt lành chữa bệnh cho biết bao người. Biết bao người kêu khấn cùng Mẹ, Mẹ luôn nhận lời và cầu bầu cùng Chúa. Lạy Mẹ Lourdes đức, xin ở cùng chúng con luôn mãi. Đây Mẹ Lourdes đức hiện ra giữa hang đá nhỏ và một dòng nước chảy tuôn biết bao ơn lành. Bao người kêu khấn Mẹ Maria nhân lành, được ơn chữa lành tâm hồn thể xác an vui. Cuộc đời trần quê biết bao thăng trầm đổi thay, nhưng con có Mẹ đời con ôi thật phúc thay. Được Mẹ dìu dắt chí tâm bình an biết mấy, có Mẹ chở che vui sống tin mừng từng giây. Có Mẹ chở che vui sống tin mừng từng giây. Và từng ngày xung kinh Mẹ Hiền,
Ngày thứ sáu, khấn thánh Vincente. Trong giờ khấn này, xin cộng đoàn hiệp ý với chúng con cầu nguyện cho tất cả cộng đoàn, cách riêng cầu nguyện cho các cụ già, các bệnh nhân, các tội nhân, cũng như những gia đình đang gặp khó khăn, và cầu nguyện theo tất cả những ý cộng đoàn xin khấn trong ngày hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy ơn ông Thánh Vinh Sơn, là tông đồ rất vinh hiển, là đấng hay làm nhiều phép lạ, là thiên thần mới về sách khải huyền, là đấng rất yêu dấu hay bầu chữa chúng con. Chúng con xin người rũ thương nhận lời khiêm nhường chúng con cầu xin cùng người, và làm cho những ơn Đức Chúa Trời đổ xuống trên mình chúng con cho nhiều. Chúng con xin người nhân vì lửa sốt men hằng đốt lòng người, mà làm cho cha cả muôn loài thương xót tha tội chúng con, và ban đức tin rất chắc chắn, và lòng hằng vững vàng, làm việc lành phục đức cho đến cùng, để chúng con nên giao hữu tốt lành sốt sắng, đang ăn mày ơn người bầu cử phù giúp chúng con. Chúng con lại xin người phù hộ chúng con phần xác, cho khỏi những sự bệnh nạn, giữ ruộng vườn chúng con cho khỏi những mưa đá bão táp, cùng trừ cất mọi sự gian nguy, kẻo làm hại chúng con nữa. Chúng con được ơn người phù hộ phần hồn phần xác như làm vậy, thì hằng sẽ giữ lòng sốt sắng kinh mến người, đoạn có ngày chúng con sẽ họp mặt với người trên thiên đàng, mà ngợi khen Đức Chúa Trời mãi mãi đời đời chẳng cùng. Amen. Hát lên ca mừng, mừng kinh thánh Vinh Sơn. Người được Chúa ban phúc vinh quang chiều thiên rạng ngời. Nhiệt thành hăng say, truyền đạo chân lý. Gương sáng đứng tin, người dẫn lối con đi trong an bình. Chúa cho người đường ơn tem là vì thường. Chan chứa tình thương, xin nguyện cầu cho chúng con vui sống như người, tình mến yêu Chúa nào ngơi. Hát lên ca mừng, mừng kinh thánh Vinh Sơn. Người được Chúa ban phúc vinh quang chiều thiên rạng ngời. Nhiệt thành hăng say, truyền đạo chân lý. Lạy Thánh Vincente, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Vincente, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Vincente, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Chúng ta chuẩn bị bước vào giờ Kinh Mân Côi năm sự thương. Và trong giờ Kinh Mân Côi này xin được cầu nguyện cho tất cả quý ông bà và anh chị em, cầu nguyện cách riêng cho các bệnh nhân, các cụ già, các tội nhân, anh chị em hội viên Kinh Mân Côi cũng như quý vị ân nhân của hội Kinh Mân Côi còn sống hoặc đã qua đời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến như làn gió mát, xin thổi vào đời con, vào giáo hội, vào thế giới,
để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do, sự bình an. Xin Thánh Thần như làn gió mát, như dòng nước trong, như ngọn lửa hồng, Ngài đổi mới mọi người, mọi nơi. Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt, trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã ca lòng phan nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cai và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Trên trời chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà cầu phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà cầu phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà cầu phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà cầu phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà cầu phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội,
khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Người thương đau giữa vườn dầu, Chúa ơi sao thắm sâu, lòng con đầy quyến ngày ngày khóc than tội lỗi này. Thờ kính Giêsu, Giêsu mùa nhân ơi, thờ kính Giêsu, Giêsu vua muôn đời. Thứ hai, Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được ham mình chịu khó bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội,
khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Kìa ai đang đánh đón người Chúa Trời với giữa trời, lòng con theo bước người là quyến hy sinh ham mình. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua nhân ái. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua muôn đời. Thứ ba, Đức Chúa Giêsu chịu đổi máu gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội,
khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Người thấy lương giữa người, người máu gai che mắt Ngài, lòng con tin mến người, chịu khó khăn khi di nhung. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua nhân ái. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua muôn đời. Thứ bốn, Đức Chúa Giêsu và cây thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội,
khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Thầm ra cao ngất trời là Chúa tôi xin vang vào, lòng con xin với người là bước theo chân Chúa tôi. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua nhân ái. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua muôn đời. Thứ năm Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà.
Bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà cầu phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Giờ đau thương Chúa Trời đã tận hơi để cứu đời, lòng con xin quyết một lòng đóng đinh thân xác mình. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua nhân ái. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua muôn đời. Lạy nữ vương, mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cày. Thân lạy mẹ, chúng con còn trao Eva ở chốn khanh đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khấn bà thương. Hỡi ôi, bà là chú bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khói đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Ôi quan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời kiên trụ. Này con là đá, xa tan sức hùng mưu ma vây vùng không làm chuyện ru. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tâm ước sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng giao người cho ám tâm quân thù, đừng giao người cho ám tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua giờ kinh mân côi năm sự thương, xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả cộng đoàn chúng con, chúc lành cho anh chị em hội viên kinh mân côi Thánh Đa Minh, quý vị ân nhân của hội kinh còn sống hoặc đã qua đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đây niềm tin vô cùng cao quý, nào chúng ta phụng bái tôn thờ, và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giám quan không cảm thấy gì, dâng về Chúa Cha và Con Chúa.
ngợi tán dương mừng chúng vang hòa. Cùng vinh phục quyền uy danh giá, tựa cõi trầm bay tỏa ngàn hương. Để tiên Chúa thánh linh nhân hậu, cùng tán dương cảm tạ suốt đời. Amen. Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại. Bánh có đủ mỗi mùi thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình thập giá và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Truyền ơn Chúa chi công cho con hợp với công đoàn phúc nhân. Lạy Cha thánh đa minh, xin cầu cho chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.